Nam thanh niên bị đuối nước khi nhảy xuống sông tránh truy đuổi. Hai thanh niên cùng nhảy xuống sông khi bị nhóm người truy đuổi vì nghi bắt trộm mèo. Một trong hai người không may đuối nước tử vong. Chiều ngày 30 tháng 10, Công an huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình đã thực hiện xong việc khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể Trần Văn Hát. Sinh năm 1990, trú tại thôn Tử Tế, xã Thanh Tân, huyện Kiến Sương cho gia đình lo hậu sự. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy Hát tử vong do ngạt nước, không có tác động của ngoại lực. Đáng chú ý, qua lấy lời khai của những người có liên quan và trích xuất camera an ninh, cơ quan công an đã làm rõ được nguyên nhân dẫn đến việc Hát và Phạm Văn Thi S, sinh năm 1990, trú tại thôn Đông Lâu, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Sương, bị truy đuổi, phải tháo chạy thoát thân. Theo cơ quan chức năng, lúc đầu, Thi S khai cùng Hát đi bắt chuột, đến gần quán karaoke Biên Thủy ở xã Hòa Bình thì gặp năm thanh niên đi trên ô tô dừng lại, chửi bới vì để xe máy vướng lối nên sợ quá bỏ chạy. Ngay sau đó, năm thanh niên kia được triệu tập lên, trong đó có 3 người ở xã Bình Minh, 1 người ở xã Hòa Bình, 1 người ở thị trấn Kiến Sương để tiến hành điều tra, làm rõ. Sau khi lấy lời khai của cả Thi S và 5 người này, kết hợp với trích xuất camera, lực lượng chức năng đã thu giữ một chiếc vợt sau cái túi của nạn nhân và một xe máy. Theo đó, Hát và Thi S rủ nhau ý định đi bắt trộm mèo ban đêm. Khoảng 23 giờ 23 phút đêm ngày 28 tháng 10, khi đến khu vực nhà dân gần quán karaoke Biên Thủy, phát hiện có một con mèo nên hai đối tượng dừng xe máy bên đường, chia ra hai đầu để vây bắt mèo. Đúng lúc này, nhóm 5 người đi trên ô tô theo hướng từ thành phố Thái Bình về xã Hòa Bình. Khi ô tô dừng lại để người trên xe đi vệ sinh, 5 người đi trên ô tô phát hiện sự việc, nghi ngờ Hát và Thi S là đối tượng trộm cắp tài sản nên đã hô hoán, truy đuổi. Lúc này, Hát và Thắng để lại xe máy và vợt, túi bỏ chạy ra hướng đường tỉnh DT 458, đường 39B, khu vực trước cửa cây xăng Thủy Duyệt. Thi S khai cùng Hát trèo qua hộ lan vệ đường, bò xuống sông Kiến Giang với ý định bơi sang bên kia sông để tháo chạy, tránh sự truy đuổi của nhóm thanh niên và người dân. Tuy vậy, do chạy bộ quãng đường đã khá mệt, bản thân lại không bơi tốt nên Thi S đã quay lại về bờ. Khi về bờ, Thi S gặp hai trong số 5 người đi trên ô tô và có bị hai người này tát. Sau đó, 5 người trên xe ô tô bỏ đi, Thi S lấy xe máy đi tìm Hát, nhưng không thấy Hát đâu nên đã về nhà gọi thêm em Hát cùng đi tìm. Đến trưa hôm sau, do vẫn không thấy tung tích Hát, nên gia đình đã gọi cứu hộ giúp tìm kiếm tung tích Hát trên sông. Trình báo với công an, vợ Hát thông tin cho biết chồng mình có biết bơi. Theo lý lịch cơ quan công an tổng hợp, cả Hát và Thi S trước đó chưa có tiền án, tiền sự và làm lao động tự do. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.